Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong thủy Zakat, kênh thông tin hữu ích được trợ duyên bởi thầy Zakat cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ai cũng mong muốn có được cuộc sống sung sướng, giàu sang. Tuy nhiên không phải lúc nào cuộc sống cũng thuận buồm xuôi gió. May mắn chỉ đến vào những thời điểm nhất định mà chúng ta nên biết để nắm bắt. Theo thầy Zakat luận đoán về lá số tử vi của 12 con giáp, những ngày đầu tháng 10 qua đi cũng là lúc kết thúc vận xui. Sau ngày 26 tháng 10 âm lịch, gặp nhiều may mắn, quý nhân trợ giúp, sự nghiệp lên mây. Trong ngày này, các bạn nên lập kế hoạch mới, chuẩn bị đón lấy cơ hội, đổi đời giàu sang, giúp cuộc sống có nhiều suôn sẻ hơn. Dù còn một vài điều chưa vừa ý, nhưng các bạn vẫn sẽ giải quyết một cách êm đẹp. Để biết mình có nằm trong top 1 những con giáp may mắn hay không, xin mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Một, tuổi Sửu. Tam hội giúp sức, người tuổi Sửu gặp được nhiều may mắn trên con đường thăng quan tiến chức. Vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên bạn có cơ hội cất nhắc lên vị trí cao hơn, tương xứng với năng lực của mình. Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu gặp nhiều thuận lợi nhất vào những ngày này, cụ thể từ ngày 26 tháng 10 âm lịch. Đây là lúc họ làm gì hầu như cũng thành công, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh, vì năm nay tuổi Sửu có lộc về tài chính. Ngoài ra, những người tuổi Sửu có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng lãnh đạo tuyệt vời của mình, có thể tiến những bước vững chắc trong sự nghiệp. Từ đầu tháng 7 cho tới những ngày đầu của tháng 12, tài vận của tuổi Sửu có đôi chút chứng lại, và họ phải nỗ lực gấp nhiều lần so với người khác thì mới mong duy trì được cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, với sự kiên nhẫn và điềm tĩnh, hai ưu điểm lớn của người tuổi Sửu, có lẽ việc vượt qua giai đoạn này không phải là khó khăn. Người làm kinh doanh nên tranh thủ ký kết hợp đồng trong hôm nay. Bạn nên đưa ra những quyết định dứt khoát chứ đừng chần chừ, do dự, kẻo cơ hội vượt qua. Đối tác của bạn ở thời điểm này là người đáng tin cậy. Thổ khắc thủy, tiếc rằng quan hệ vợ chồng giữa bạn và nửa kia lại không thực sự yên ấm. Bạn cho rằng đối phương đang đòi hỏi quá nhiều từ mình nên cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức và không muốn đáp ứng bất cứ yêu cầu. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Dần. Tuổi Dần đa số là những người nhiệt huyết, mạnh mẽ và dũng cảm. Họ yêu tự do của bản thân và dường như sẽ không thể chịu được khi mất đi sự tự do này. Họ có nhu cầu được tỏ ra mạnh mẽ và có lẽ sẽ hơi lấn át những người xung quanh. Tử vi học có nói hôm nay là một ngày may mắn về mặt tài chính với người tuổi Dần, nên chỉ cần thời gian tới, giai đoạn thích hợp, tài lộc của họ sẽ lên như diều gặp gió. Cụ thể là từ ngày 26 tháng 10 là lúc họ ở thời kỳ may mắn đỉnh cao, hầu như làm gì cũng thành công, nhất định phải biết nắm bắt. Thủy sinh mộc báo hiệu những dấu hiệu cát lành trên con đường xã giao của người tuổi Dần. Bạn nhanh chóng kết bạn và hòa nhập với tập thể, nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Trong gia đình, bạn là một người vợ, một người chồng mẫu mực khi luôn giúp đỡ nửa kia và lắng nghe con cái. Bầu không khí trong nhà bạn lúc nào cũng hòa thuận, đầm ấm, khiến mọi người xung quanh vô cùng ghen tị. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Thìn. Tam hợp giúp sức. Người tuổi Thìn không phải lo lắng gì về nhiều công việc trong ngày hôm nay, thậm chí bạn không phải cố gắng quá sức vì đi đâu cũng được người giúp đỡ. Người trẻ tuổi còn có thể nhận được sự chỉ điểm của quý nhân. Hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn học hỏi, rồi bạn sẽ được truyền dạy cho nhiều kinh nghiệm quý giá để áp dụng vào thực tế công việc, tránh được những nguy cơ trước mắt. Thổ khắc thủy, tiếc rằng quan hệ giữa bạn và nửa kia lại không thực sự hòa hợp. Bản mệnh cần tự kiểm điểm bản thân xem mình có đang hành động quá mức vô lý hay không. Bạn đừng nên bắt ép đối phương chiều chuộng mình vô điều kiện. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Thân. Thiên tài nâng bước, người tuổi Thân có một túi tiền rủng rỉnh, chẳng phải lo đến chuyện chi tiêu, đặc biệt nếu bạn là người dành thời gian cho các công việc tay trái. 4. Tuổi Thân.
Thiên tài nâng bước, người tuổi Thân có một túi tiền rủng rỉnh, chẳng phải lo đến chuyện chi tiêu. Đặc biệt nếu bạn là người dành thời gian cho các công việc tay trái, thì nay là lúc bạn nhận được tiền công xứng đáng. Thậm chí có một vài người may mắn đến mức nhận được tiền nhờ vào may mắn của mình, đó có thể là các mối đầu tư nằm yên trước đó, nay bỗng sinh lời hoặc là giải sốt thăm trúng thưởng. Khi cầm tiền trong tay, hãy có cách chi tiêu hợp lý nhé. Kim sinh thủy cho thấy người ấy đang dành cho bạn tình cảm chân thành. Con giáp này cảm thấy những hy sinh trước đó của mình thực sự xứng đáng. Bạn cũng đã được đối phương yêu thương và quan tâm hết lòng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Tuất. Thực thần soi tỏ, người tuổi Tuất không phải lo lắng nhiều đến chuyện tiền bạc, đặc biệt nếu bạn là người làm nghề tự do, bản mệnh đang ngày càng khẳng định được chỗ đứng của mình, nên khách hàng lúc nào cũng nườm nượp. Tuy nhiên, con giáp này không nên vội vàng thỏa mãn với những gì mình đang có, bởi chỉ cần dừng lại thôi là bạn rất dễ rơi vào cảnh thụt lùi. Hãy luôn tìm cách đổi mới bản thân, tìm hướng đi mới để có thể dẫn đầu trào lưu, không chậm chân so với người khác. Thổ khắc thủy, gia đình lục đục, chẳng chuyện gì được như ý, khiến bản mệnh thất vọng về chính bản thân mình cũng như người ấy. Những mâu thuẫn liên miên có thể khiến bạn muốn buông tay nhưng không cố gắng thêm nữa. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Hợi. Tam hội nâng đỡ, những người tuổi Hợi nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên dù có gặp phải khó khăn cũng không quá đáng lo ngại. Đối phương luôn có cách giúp bạn gặp dữ hóa lành, thậm chí biến nguy thành cơ. Từ ngày 26 tháng 10 âm lịch trở đi, những vận đen đeo bám tuổi Hợi trong giai đoạn trước sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Không những tài vận mà sức khỏe cũng như cuộc sống của họ cũng dần tốt lên. Với sự thông minh và nhạy bén về tài chính, tuổi Hợi có thể trở thành một ông thần tài đem tiền về cho gia đình. Khi cơ hội hiếm ai có được xuất hiện trước mắt, bản mệnh hãy nhanh chóng nắm bắt, chứ đừng nên chần chừ, do dự. Bạn nên tin tưởng hơn nữa vào tiềm năng của mình. Bạn vốn là người rất có tài, chẳng qua bạn chưa thể hiện bản thân mà thôi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày 26 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!